Mẫu Sơn là một xã vùng biên giới của huyện Lộc Bình, với ba dân tộc cùng sinh sống là Dao, Tày, Nùng. Trong đó, dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 98% dân số. Từ xưa đến nay, người Dao ở xã Mẫu Sơn luôn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc riêng, rất độc đáo của mình. Đó là một nền văn hóa Dao thuần túy, không pha trộn từ cách ăn, nếp ở, trang phục, phong tục thờ cúng, lễ hội. Tết của người dân tộc Dao đến sớm, người Dao đón Tết năm cũ từ 18 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp. Tết năm mới bắt đầu từ mùng 1 tháng Giêng đến 15 tháng Giêng. Cách ăn Tết của người Dao ở Mẫu Sơn là một nét văn hóa độc đáo, không lẫn vào các cách ăn Tết của những dân tộc khác và được bảo tồn từ đời này sang đời khác. Trong đó, canh gà sáu cựa, một sản vật quý ở địa phương, nấu với măng chua là món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết và trở thành nét độc đáo của ẩm thực Dao. Mẫu Sơn là một khu du lịch của tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh các cái sản phẩm du lịch, các cái văn hóa vật thể và phi vật thể, trong đó có cái tục truyền cổ truyền về ăn Tết của người Dao rất đặc sắc, rất là sát với cái tình hình môi trường cuộc sống của người Dao trên đỉnh núi Mẫu Sơn của Lạng Sơn. Ở đây thì khi Tết đến, ở người Dao có hai loại Tết, một là ăn Tết cũ là từ ngày 18 âm lịch tháng 12 âm lịch đến ngày 30 tháng 12 âm lịch, người ta gọi là ăn Tết cũ. Và từ mùng 1 Tết Nguyên Đán trở đi trong tháng Giêng là người ta gọi là ăn Tết mới. Thế thì cái Tết của người Dao, ngoài những cái sinh hoạt văn nghệ vui chơi rồi các cái hoạt động ngoài trời, thì cái ẩm thực của người Dao có một cái ý nghĩa rất quan trọng trong cái tính gia đình và cái tính cộng đồng của người Dao ở Mẫu Sơn. Trên này ăn Tết thì là cái xoay vòng, gọi là cái từ 12 tháng 12 Chạp này là ăn đến là cho đến 30. Trong đó là chia ra mấy hộ là ăn một ngày. Thế thì là mới mời anh em về cùng ăn được. Ẩm thực Dao có thể không tinh tế như ẩm thực Mường, không đẹp mắt như ẩm thực Kinh, nhưng mỗi món ăn lại toát lên được nét mộc mạc của các nguyên liệu địa phương. Bởi cứ nhìn những người phụ nữ Dao nấu các món ăn thì biết. Các món ăn đều rất đơn giản, không cầu kỳ. Tuy nhiên, mỗi món ăn lại mang lại những nét riêng của đồng bào dân tộc Dao. Canh gà măng chua là món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ Tết của người dân tộc Dao ở Mẫu Sơn. Món ăn này là sự phối hợp giữa các hương rừng, vị núi. Măng chua giúp thịt gà mềm hơn và vị măng sẽ quyện đều vào từng thớ thịt, làm món ăn trở nên đậm đà và không gây ngán. Phải chọn được gà sáu cựa ngon, gà trống, nặng từ 1,5 cân trở lên. Sau khi chọn được gà ngon, đem đi mổ sạch, làm sạch thịt gà, rồi chặt thành từng miếng. Cánh, cổ, chân gà đem nấu với măng chua, hoặc có thể chặt cả con gà ra để nấu cùng măng chua. Ở đây, trong bữa ăn Tết của người Dao, thì có thường thường là có cái món thịt gà này, rồi là thịt lợn này, thịt gà ấy thì có nhiều cái món, nhưng tự chung lại là cái món đặc sắc là cái món
thịt gà nấu măng chua, cổ cánh, đầu cổ cánh nấu măng chua. Nguyên liệu không thể thiếu trong món canh ngày Tết của đồng bào dân tộc Dao là gà sáu cựa. Người dân ở đây giải thích sự xuất hiện của giống gà lạ này một cách hài hước rằng dân tình cần sản vật lạ làm lễ cưới nên đã tìm kiếm loài gà chín cựa. Gà chín cựa khi đó sống trên đỉnh Tản Viên, hoảng sợ đã tháo chạy lên Mạn Bắc, dừng lại trên núi Mẫu Sơn. Trong quá trình di cư hoảng loạn, qua địa hình sông núi hiểm trở, chúng đã bị rơi rụng mất ba cựa tại sông Cầu, ải Chi Lăng và bờ sông Kỳ Cùng. Do vậy, gà Mẫu Sơn giờ chỉ còn 6 cựa. Ngày nay, gà 6 cựa trên đỉnh Mẫu Sơn không phải chỉ có một hoặc vài con mà sống thành bầy đàn, được nuôi như gà nhà. Không ai biết loài gà này từ đâu đến và đến từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi người Dao sinh ra đã tồn tại giống gà này, họ coi đó là một điều bình thường như sương, như gió Mẫu Sơn. Gà sáu cựa trông giống như gà di, gà rừng. Tuy nhiên, gà có tiếng gáy vang, sáu móng, có màu vàng óng ả, dài và có vuốt nhọn. Thịt gà sáu cựa rất săn chắc, thớ thịt trắng, có vị ngọt đậm đà. Chọn gà là 12 cựa, nó phải là chọn nó là to tầm 3 cân đổ lại thì lấy về cúng tổ tiên. Ngày Tết thì gà ấy thì là lấy cổ cánh nhấc về làm canh, rồi xào măng chua rồi làm canh nấm hương nữa, hai món. Bên cạnh đó có thể thấy cái làm nên sự độc đáo của món canh ngày Tết của người Dao ở Mẫu Sơn chính là sự kết hợp giữa gà và măng chua, loại măng tre mọc trên rừng được ủ lâu ngày. Có lẽ vì núi rừng Mẫu Sơn đã ưu ái cho người Dao thứ măng ngon, thon nhỏ hiếm có, nên người dân ở đây mới có thể làm ra món măng ngâm đậm đà, đặc sắc đến vậy. Chỉ đơn giản là làm sạch măng, giã thêm ớt, rồi ủ măng với muối, cho thêm vài ba quả mắc mật. Cứ vậy để vài hôm, mở hũ măng ra là thấy ngay mùi thơm của măng, cay nồng của ớt, hương thoang thoảng của mốc mật. So với món măng ngâm của nhiều vùng quê khác thì món măng chua, mắc mật Lạng Sơn, ngoài vị chua chua ngọt ngọt của măng ngâm chín tới, còn có vị cay dịu dịu, vừa thơm vừa nồng, phảng phất mùi vị hoa quế, hoa hồi của quả mắc mật chỉ mọc được ở vùng núi đá Mẫu Sơn. Sự đan quyện giữa chua, cay, ngọt, mặn cùng hương thơm của các loại nguyên liệu có trong món ăn này làm dịu đi cảm giác béo ngậy của những món ăn nhiều đạm, nhiều mỡ, tôn thêm sức hấp dẫn cho món canh độc đáo này. Măng chua là măng tre lấy từ trên rừng, sau đó ngâm qua với giấm để một vài tháng mới chua. Nhà tôi ngâm măng chua để ăn từ năm nay qua năm khác, nấu cùng gà, vịt hoặc là xào với thịt lợn. Là món ăn kết hợp giữa hương vị của núi rừng chính nơi mình sinh sống. Canh gà sáu cựa nấu măng chua được người Dao rất trân trọng, chỉ dùng trong những ngày Tết và tiếp khách quý. Gà sáu cựa chọn để nấu canh phải là gà trống khỏe mạnh, lông mượt, tượng trưng cho ước mong về một năm mới khỏe mạnh, an lành. Cái gà nấu măng chua ở đây thì trước hết
nó là một cái món ăn thường ngày của người Dao nhưng tập trung nhiều vào trong những cái ngày Tết. Ở đây thì cái măng chua cũng là của ở rừng, và con gà của làng người, người ta dân ở người Dao ở trên này người ta nuôi được, thì nó giữa giữa cái con gà của gia đình nuôi được cùng với lại cái một cái vật phẩm, cái sản phẩm là cái măng chua đó, thì nó hài hòa giữa 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 cuộc sống của con người đối với lại thiên nhiên. Không những là món ăn nhiều ý nghĩa, canh gà nấu măng chua còn là món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Bởi ngoài albumin, chất béo, thịt gà còn có các vitamin A, B1, B2, C, E, axit, canxi, phốt pho, sắt. Theo đông y, thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng. Loại thịt này còn chữa băng huyết, xích bạch đới, lị, ung nhọt, là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí, huyết và thận. Đặc biệt, thịt gà có tác dụng bồi bổ cao cho người bị bệnh lâu ngày, dạ dày bị phong hàn, suy yếu, không hấp thu được thức ăn. Bên cạnh đó, măng chua cũng có giá trị dinh dưỡng tương tự như rau tươi, cũng có đủ các chất protein, glucid, muối khoáng, vitamin. Sự kết hợp giữa hai món ăn này mang lại nhiều chất dinh dưỡng để người Dao có được sức khỏe tốt, bắt đầu một năm mới với nhiều may mắn và ăn lành.